Dạ vâng em Tùng cho anh em thì hôm nay em Tùng lên thanh lý cho anh em một cái máy cắt rung từ Mỹ về. Nó là động cơ không chổi than và nó tốc độ rung của nó là từ 10.000 vòng đến 20.000 vòng trên phút, và nó có điều chỉnh cái tốc độ là từ 0 đến 10 cộng A là auto nha. Rồi sử dụng cho các gỗ, các gạch, rồi các nhựa, các kiểu. Rồi anh em nào mua lưỡi thì lưỡi này 8 lưỡi của hãng The One, 8 lưỡi giá 1.200.000 nha anh em. Sử dụng chung tất cả. Rồi cái body này hãng đang bán là 5 triệu, mình thanh lý là 4 triệu, hàng Mỹ về mới 100%. Nó có đầu kẹp nhanh, tháo lắp nhanh. Mã của nó là 2836. 2836 là Mỹ về. Mỹ về ha. Mã của Việt Nam thì mã khác. Rồi sử dụng pin 18V. Pin 18 anh em ha. Rồi em Tùng sẽ test cho anh em xem. Nó có đèn không chỗ than nha anh em. Hôm qua thanh lý thì thanh lý cái cây này 1.800.000 là có chỗ than. Còn cái em này là không chỗ than, giá 4 triệu mình thanh lý ha. Rồi tháo lắp cái này ra nha anh em. Đây. Đấy. Mở ra. Cái này anh em thi công điện nước đồ rất là tuyệt vời. Lắp vào. Khóa lại nè. Cái này khó nhanh lại này. Rồi, ok. Đẩy nhanh tốc độ lên 5. Ok, giá này quá tốt luôn nha anh em. Rồi, em Tùng cảm ơn anh em. Mình chỉ có 2 cây. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.